Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ronaldo và trận đấu lần thứ 2 đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu. Ở trận đấu với cơn lốc màu da cam siêu sao sinh năm 1985, Ronaldo chơi trọn 90 phút trận chung kết và giúp đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch Nations League đầu tiên trong lịch sử. Đây là danh hiệu quốc tế thứ 2 liên tiếp của Cristiano Ronaldo cùng đồng đội sau chức vô địch Euro năm 2016 trên đất Pháp. Cùng xem lại trận đấu mà Ronaldo lần thứ 2 đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Với việc vòng chung kết UEFA Nations League được tổ chức tại Bồ Đào Nha, đội bóng của Ronaldo đã có được lợi thế không nhỏ so với những đối thủ khác. Điều đó đã được thể hiện rõ trong trận bán kết với Thụy Sĩ. Đó là trận đấu mà Bồ Đào Nha đã chơi đầy hứng khởi dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà. Không những thế, CR7 còn tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick bàn thắng. Đó là cơ sở để nhiều người tin rằng Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục chơi thăng hoa trong trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan. Bên kia chiến tuyến, Hà Lan với dàn cầu thủ trẻ chất lượng cùng khát khao chiến thắng mãnh liệt đã khiến cho nhà đương kim vô địch Pháp và những của xe tăng Đức phải ôm hận, để rồi chiến thắng trước đội tuyển Anh ở vòng bán kết như một lời khẳng định về sự trở lại mạnh mẽ của cơn lốc màu da cam. Mặc cho Celica quyết tâm đăng quang vô địch và lên đỉnh châu Âu kể từ Euro 2016, Orangers cũng khát khao danh hiệu này không kém để đánh dấu sự phục hưng mạnh mẽ sau quãng thời gian dài khủng hoảng. Và trước thêm trận chung kết, huấn luyện viên Ronald Koeman khẳng định thay cho ông đã có cách ngăn chặn siêu sao Juventus, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Bồ Đào Nha. Đá sân nhà và được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha đã cố gắng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng huấn luyện viên Ronald Koeman đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, cặp trung vệ thép Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt đã chơi rất xuất sắc để bẻ gãy hầu hết các pha phối hợp bóng ngắn của Cristiano Ronaldo và đồng đội. Trong một ngày liên tục bị các hậu vệ Hà Lan chăm sóc khá kỹ lưỡng, Ronaldo dường như không có đất diễn. Mỗi lần siêu sao này chạm bóng thì y như rằng lập tức có 2 đến 3 cầu thủ đối phương ập vào vây hãm, thậm chí là sẵn sàng phạm lỗi khiến CR7 không ít lần tỏ thái độ bực dọc. Nếu như Ronaldo là một cái tên không thể không nhắc tới đối với người hâm mộ làng tốt cầu, thì Van Dijk thời điểm đó cũng đang từng bước tiến vào ngôi đền của những huyền thoại bằng một phong cách phòng ngự không thể lẫn vào đâu được. Và hai ngôi sao này có rất nhiều pha đối mặt, trong đó phải kể đến tình huống ở phút 28 của trận đấu. Trong pha bóng này, cựu tiền đạo MU ra chân nhanh, dứt điểm trong vòng cấm, nhưng Van Dijk ngay lập tức xuất hiện cản phá. Tuy nhiên, chỉ sau đó 4 phút, ngôi sao sinh năm 1985 có thêm một pha uy hiếp khung thành đội bóng xứ sở Hoa Tulip. Lần này, cú đánh đầu của Ronaldo đã nguy hiểm hơn rất nhiều. Dù vậy, CR7 lại nhận bóng trong tư thế việt vị. Thank you.
Đôi khi việc ngăn chặn Ronaldo dường như là điều không thể, nhưng hãy nên nhớ đây là trận đấu giữa hai đội bóng mạnh và đề cao lối chơi tập thể chứ không phải những cá nhân với nhau. Nếu chúng tôi thi đấu gắn kết và tích cực, chủ động kiểm soát bóng, cậu ấy sẽ không thể làm gì trong tấn công. Sức nóng trận đấu như thế mà được đẩy lên cao hơn, và rõ ràng người hâm mộ rất mong chờ được chứng kiến Hà Lan sẽ phong tỏa cầu thủ nguy hiểm Ronaldo như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh họ đang sở hữu một trung vệ xuất sắc như Van Dijk. Mặc dù bị các hậu vệ Hà Lan kèm cặp rất chặt, nhưng Ronaldo vẫn có những phút giây đột phá, làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Phút 41, siêu tiền đạo mặc áo số 7 đảo chân khéo léo bên cánh trái, rồi tung cú sút sở trường bằng chân phải. Tuy nhiên, pha dứt điểm là khá hiền, nên chưa thể khuất phục được thủ thành Silasen. Năm phút đầu tiên của hiệp 1 trận chung kết Nation League giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan chứng kiến sự quyết tâm của chủ nhà. Tuy nhiên, do vấp phải hàng thủ Hà Lan tổ chức quá tốt, các ngôi sao tấn công bên phía Selecao gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài trừ Ronaldo bị chăm sóc quá kỹ và hầu như có rất ít cơ hội, thì những cầu thủ còn lại không đủ xuất sắc để đánh bại Jasper Silasen. Thử chừng như giờ nghỉ sẽ giúp các cầu thủ Hà Lan chấn chỉnh lại đội hình, còn Bồ Đào Nha nguôi bớt ngọn lửa tấn công. Nhưng dường như sau khi hiệp 2 bắt đầu, Brazil châu Âu tấn công còn mãnh liệt hơn và các khán giả trên khán đài liên tục được chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút 60, điều gì đến cũng phải đến. Bernardo Silva nhả bóng điều nghệ cho Gonçalo Guedes. Dù Ronaldo đang di chuyển ở vị trí thuận lợi bên phải, đồng thời chính Guedes cũng đã ít nhiều bị lỡ đà, nhưng tiền vệ Valencia vẫn thực hiện cú sút xa ngay vòng cung 16m50. Và đó là cú sút rất xuất sắc, khiến thủ môn Silasen dù chạm tay vào bóng cũng không ngăn nổi bàn thua. Nửa giờ còn lại của trận đấu, Hà Lan thi đấu đầy quyết tâm, nhưng các cầu thủ áo xanh lại không tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra. Hầu hết những tình huống đáng chú ý của Hà Lan đều là những quả sút xa trong vô vọng hoặc câu bóng vào giữa khu vực khung thành, tất cả đều không mấy sắc nét. Nếu có những tình huống cố định như thế này thì cũng không thể vượt qua được sự chắc chắn của Ronaldo và đồng đội, và hơn cả là độ sát thương trong các tình huống cuối cùng của đội bóng xứ hoa Tulip là không cao. Thank you.
Bồ Đào Nha trong những phút cuối đã lui về chơi phòng ngự phản công và đã có cho mình những cơ hội đáng kể. Tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi và tỷ số 1-0 được đội chủ nhà duy trì cho tới khi tiếng còi mãn cuộc nổi lên. Hà Lan thua tâm phục khẩu phục ở bối cảnh tuyến giữa thiếu sức sống, còn hàng công thì quá bế tắc. Không ghi bàn trong trận chung kết, nhưng siêu sao Juventus đã có một giải đấu xuất sắc. Đây là danh hiệu quốc tế thứ hai liên tiếp của Ronaldo cùng đồng đội sau chức vô địch Euro 2016 trên đất Pháp. Sức trẻ của Hà Lan đã không thể thắng được kinh nghiệm và bản lĩnh của Brazil châu Âu. Và hạng chức vô địch UEFA Nations League này sẽ giúp Ronaldo và đồng đội quên đi ký ức buồn năm 2004 trận thua Hy Lạp tại chung kết Euro ngay trên quê hương mình. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.